Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với kho tàng âm nhạc của nhạc sĩ Lâm Phương. Xin mời quý vị thưởng thức hai bản tình ca bất hủ của ông, Trăm Nhớ Ngàn Thương do Hạnh Trang trình bày. Tiếp theo đó là Kiếp Nghèo qua tiếng hát của Duy Vũ.